Ở cảng cá Dân Phước trong 2 ngày qua, thuyền nào của thương lái chuyên thu mua tôm hùm ngợp cũng chở đầy tôm hùm chết như thế này. Ông Thoại trong 2 ngày hôm qua và hôm nay đã thu mua gần 2 tấn tôm hùm chết của những ngư dân có bè nuôi tôm hùm nằm trên vịnh Xuân Đài. Nước đấy là rất xấu, thành ra bị dưới đó là thiếu oxy nên thành tôm mình nó bị chết. Hôm qua ở nhà mua chắc cỡ tấn 2, nhiều người kêu mà mình đi mua không kịp. Tình trạng tôm hùm bị chết xảy ra hôm nay đã là ngày thứ tư trên vùng nuôi thuộc phường Xuân Thành, Xuân Phương và Xuân Đài. Tuy nhiên, lượng tôm chết hôm nay đã giảm hẳn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu cho biết đã có khoảng 22 hộ ở phường Xuân Thành thiệt hại với số lượng 2 tấn. Có hộ thiệt hại đến gần 200 triệu đồng. Ngồi tôm thì cá bớp, cá chim cũng chết. Từ điểm bây giờ thì nó được nửa tiền hàng sống, còn những con thúi đi ra thì mình không tính hàng đẹp ạ. Thị xã Sông Cầu là vùng nuôi tôm hùm lớn nhất của cả nước, chiếm khoảng 60% lồng nuôi tôm hùm trong gần 90.000 lồng nuôi tôm hùm của tỉnh Phú Yên, với sản lượng hơn 1.000 tấn mỗi năm. Cũng cần nói thêm, trong thời gian gần đây, sau các đợt mưa lớn, đều xảy ra tình trạng tôm hùm chết cục bộ do ngư dân dìm lồng sâu xuống đáy nước nên bị thiếu oxy, hoặc chết do sốc nước ngọt.